Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay, những cơn mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm hẳn bởi hình thái gây mưa cho Bắc Bộ trong hai ngày vừa qua là dãy áp thấp sẽ suy yếu. Vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên ban ngày mưa giảm và chỉ còn xuất hiện cục bộ về chiều tối và đêm. Lúc này, trời còn khá mát mẻ với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ, vùng núi cao chỉ dưới 20 độ. Trong ngày, trời có nắng nhiều và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần lên. Nắng nóng sẽ bắt đầu quay trở lại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và sẽ lan ra cả khu vực phía đông dãy Hoàng Liên Sơn. Cụ thể, mức nhiệt độ trưa chiều nay sẽ tăng lên từ 34 đến 36 độ. Khu Tây Bắc và một số nơi thuộc vùng núi Hà Giang, Cao Bằng hay là ở Hòa Bình có thể đạt mức 37 độ. Thậm chí tại Mường Lay, Mường La, Sông Mã còn trên 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì tiết trời sẽ dễ chịu hơn với nhiệt độ không quá 33 độ. Nắng nóng cũng có xu hướng tăng dần ở các tỉnh miền Trung bởi vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh nên toàn vùng trời sẽ phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều với cường độ nắng tăng mạnh vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều, kéo theo nhiệt độ cũng tăng cao. Cụ thể, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên dao động trong khoảng 35 đến 38 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ, nắng nóng gay gắt. Độ ẩm không khí giảm thấp dẫn đến độ bốc hơi nước mạnh khiến cho mọi vật dụng trở nên khô nẻ. Nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao nên người dân cần lưu ý phòng tránh. Nơi có nền nhiệt dễ chịu hơn cả ở khu vực Trung Bộ là các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho tới Bình Thuận. Tại đây, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 cho đến 35 độ. Lui về phương Nam, đới gió Tây Nam được thiết lập nhưng còn hoạt động với cường độ yếu, nên mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ xuất hiện rải rác về chiều tối trên diện hẹp và thời gian mưa không kéo dài. Mặc dù vậy, trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong ngày trời có nắng và nhiệt độ vẫn ở mức khá cao, trưa chiều nay phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ tại vùng cao nguyên. Còn với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, do vẫn chịu tác động của dãy áp thấp gây mưa nên trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, trong khoảng thời gian từ nay cho tới cuối tuần thường xuyên có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa ở mức thấp từ 4 đến 10 km. Kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng tố lốc và gió giật mạnh. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông cần hết sức lưu ý đề phòng. Còn đối với khu vực biển phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển phía Đông của Nam Bộ, hay là khu vực biển Tây là vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, lại đang chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam. Vì vậy, cũng từ hôm nay cho tới cuối tuần, ở các vùng biển này dự báo sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông về chiều và tối, làm cho tầm nhìn xa cũng bị giảm thấp trong mưa dông. Thưa quý vị, ngày hôm nay và ngày mai, những cơn mưa tại Bắc Bộ chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Trong khi đó, vùng áp thấp nóng hoạt động tốt hơn nên xu hướng nắng nóng sẽ mở rộng hơn trong 2 ngày tới trên toàn khu vực. Tại Tây Bắc Bộ, số điểm nắng nóng gay gắt cũng gia tăng hơn. Sau đó, từ chiều tối ngày 21 tháng 5 trở đi, rãnh thấp sẽ bị nén trở lại, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên mưa sẽ quay trở lại và xảy ra trên diện rộng, nhất là trong đêm ngày 21 tháng 5. Có mưa vừa mưa to, thậm chí là sẽ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Kèm theo mưa dông là nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với đó là nhiệt độ sẽ giảm trở lại từ ngày 22 tháng 5. Du khách đến với Bắc Bộ những ngày này nên lưu ý sắp xếp lịch trình phù hợp, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời để đảm bảo an toàn. Thời tiết tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa xuôi xuống tận Phú Yên, trong những ngày tới tiếp tục là tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Riêng vùng núi có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 40-41 độ, rất dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, du khách cần hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian từ 10 đến 17 giờ. Riêng với khu vực ven biển Nam Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, thì nắng nóng sẽ dịu hơn và thuận lợi cho các kế hoạch du lịch khi nhiệt độ cao nhất ngày hầu như là không vượt quá ngưỡng 35 độ.
Do vậy mà du khách có thể chọn nơi đây để làm nơi tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày tới. Thưa quý vị, thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khu vui chơi trên biển Sea Life có tổng diện tích mặt nước lên đến 5.000m2, là một trong những điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách yêu biển. Bởi ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả với bãi cát mịn màng và nước biển xanh trong, thì du khách còn được tham gia vào những hoạt động vui chơi trên biển đầy thú vị. Đặc biệt là nhà phao nổi rộng đến 2.000m2. Ngoài hệ thống phao nổi thì du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê mạo hiểm, còn có thể thỏa thích, thỏa sức mình cùng các trò chơi có cảm giác mạnh như là nhảy dù, lướt ván, lặn biển hay là những trò chơi đầy mới lạ như là đi bộ và đi mô tô dưới đáy biển. Với những du khách yêu thích các trò chơi nhẹ nhàng hơn thì có thể tham gia vào hoạt động ngắm san hô bằng thuyền thúng hay là đi phao chuối trên biển và có những phút giây thư giãn khi được ngâm mình trong làn nước biển xanh trong, mát mẻ hoặc là thưởng thức những món hải sản tươi ngon tại những căn chòi cạnh bờ biển. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên, trường gió Tây Nam hoạt động mạnh dần tiếp tục mang ẩm đến và gây mưa cho khu vực này. Do đó, trong 3 ngày tới, khu vực có mưa dông ở khoảng 2/3 diện tích khu vực, thậm chí có nơi còn có mưa vừa, mưa to, kèm theo với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra. Mưa dông vẫn tập trung chính về chiều tối và đêm, còn ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng 31-34 độ. Để đảm bảo cho các chuyến tham quan dã ngoại ngoài trời thì du khách tốt nhất là nên kết thúc lịch trình của mình trước thời điểm 14-15 giờ chiều trước khi những cơn mưa tới. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cũng làm cho Nam Bộ có một lượng ẩm dồi dào hơn và làm gia tăng những cơn mưa dông vào thời điểm chiều tối và đêm. Dự báo từ ngày 20-22 tháng 5 thì Nam Bộ có mưa dông xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, nhất là mưa xuất hiện ngay sau thời điểm nắng mạnh, với nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến ngưỡng là 33-36 độ, khiến cho các nguy cơ như là lốc sét, gió giật mạnh và thậm chí là mưa đá gây nguy hiểm có thể xảy ra. Do vậy, du khách cũng cần hết sức lưu ý.